Thưa quý vị và các bạn, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ đi vào khai thác từ năm 2027. Hôm nay 16 tháng 6 với hơn 95% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án này. Tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ kết nối với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Dự án sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyến đường vành đai 4 sẽ thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác và vận hành. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Trong hôm nay, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao trên 95%.